Thank you.
nhìn vào một bất kể một thứ nào trong tiếng Anh đúng không ạ? Là các bạn sẽ được chuẩn bị được cả.
tiếng Anh, tiếng Việt có dấu, tiếng Anh không có dấu, không có khoảng không? Chúng ta đọc mother bằng nhau thì người ta sẽ gì ạ? Sẽ nhiều khi nó sẽ bị nhầm hiểu nhầm từ khác đúng không? Nhưng nó rõ hơn khác khác là này. Mother thấy rõ dưới đầu chưa? Information đúng không? Thì là bốn cái âm tiết này bằng nhau thì chúng ta thấy không có tiết đúng không? Nhưng có trọng âm này. Information. Thấy trọng âm chưa? Thì chúng ta phải biết rằng trọng âm của từ này nó rơi vào thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Được chưa? Thì chúng ta đọc khi mà rơi vào thứ nhất, thứ hai, thứ ba đọc thì mạnh hơn so với còn lại nhưng không mạnh như một cái. Được chưa? Thì đấy là cái phần trọng âm của từ học. Thực ra trọng âm của học rất nhanh. Chúng ta học nhanh nếu năng suất thì 30 phút thôi. Các bạn nào chắc cái lớp nào lâu thì chúng ta đã sở hữu được tầm khoảng 70 đến 80 trong trọng âm. Tức là trong 10 từ thì các bạn đã được tầm khoảng từ khoảng 10 từ các bạn biết hết trọng âm. Còn 3 từ còn lại là trong những từ ngoại lệ. Là từ ngoại lệ từ luôn. Thì chúng ta sẽ tập trang những từ cực dễ luôn. Được chưa? Nó rất dễ nếu chúng ta biết cách, nhưng nếu không, nếu chúng ta không biết cách thì học nó sẽ rất khó. Mọi người sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà học. Nếu tìm được khi ra trên mạng, nhìn thấy những video trên mạng thì cây nó đọc rồi nó giúp các bạn mở miệng thế nào, thì các kiểu thế nào, các thấy khó lắm, mở máy thì chúng ta phải xoay gương thấy nó giống hết nó rồi, tại sao âm của video rồi? Bởi vì cô Lan đã trải qua hết quá trình rồi, trước khi cô Lan biên soạn các cái cuốn giáo trình để chuẩn hóa các em biên soạn vậy cách đây là 9 năm rồi ấy, là đã phải tìm hiểu tất cả các loại video tây ta trên mạng dạy hết rồi, mình phải học chuyển qua hết rồi, tài liệu ở bên nước ngoài gửi về đọc hết rồi ra cuốn giáo trình đấy, cuốn ra cuốn giáo trình chúng ta được cuốn này, cái phần hóa slide cũng là cái ghi cho mọi người để ra chắc lọc giáo trình đó rồi, ta chắc lọc ngắn 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 cuốn giáo trình ra cho mọi người đó để ra rồi, thì đã phải học hết những cái đó rồi là cái là rất là cơ sở, mình đã miệng giống hết nó nhưng mà tại sao mình không được nó? Ở đây chị cho bạn một chút dưới một chút, thì chúng ta thấy là cái khẩu miệng của mình giống hết nó rồi. Thế thì mình biết là à, hóa ra là miệng Tây nó khác miệng ta. Nói thật nhé, là giống chúng ta phải gọi là Việt Nam với nhau thôi, là một số áo theo tôi những khẩu miệng của mọi người khác nhau. Có người lưỡi ngắn, có người lưỡi dài, có người tốn tạm, có người cao, tự nhiên. Và những người tốn tạm, có người cao tự nhiên này mở mắt cực khó. Và nếu như không có cô bắt đầu cô dẫn xong thì không thể nào mở mắt, nó cứ mà không thể mở mắt được và nói lúc nào cái đó là chúng ta cần biết, chúng ta biết là mở ra được. Những người thấy mở ra được sau này là cái giọng rất hay nhá, giọng cực ngon luôn, được chưa? Những người lớn ngắn lưỡi dài những cách thì chúng ta cũng thấy điều chỉnh được mình chuẩn luôn, được chưa? Thì đấy chúng ta thấy là gì ạ? Đây là cổ miệng của chúng ta là khác nhau, tây nó khác ta, vậy nó bảo là cái đấy thôi nhưng mà chúng ta lại chúng ta đặt cái đấy chúng ta lại không làm được, không đơn giản nhá. Ở đây có bao nhiêu chỉ không lớn mà lớn vẫn lớn ta, lớn ta đặt vị trí nữa chỗ nào cũng đặt được hết thì phát âm
được chưa? Nên bảo là tiếng Tây nó dạy cái âm này, cái âm G nó dạy cái bóc cái môi này. Phải cái miệng phải xế thì đúng không? Nhưng cô Lan không dạy cái âm không chuẩn. Được chưa? Không cần miệng đúng nó, được chưa? Vì vậy thì về nhà tất cả đều đi ra trên mạng xem bóng xem cái đấy. Được chưa? Không có xem thì đừng có quan sát cho bà cô dạy cái sai, Tây dạy cái chuẩn. Cô Việt Nam sao cũng không cần Tây, được chưa? Nên là nhiều khi các bạn thấy cái gì đó là thực tế, nó hoàn toàn là như thế thật. Nhưng chưa chắc là được chưa? Nên là nhiều khi có khi thực tế thế này, trên thực tế các chị nhìn thấy, kể cả những người đến các chị nhìn đúng không ạ? Các chị nhìn thấy là chồng vợ mình đi rồi thì cái cảnh này cảnh kia ấy. Thế các bạn nhìn thấy là thế thôi, thực tế nó đâu phải như thế đâu. Hiểu không? Chị hiểu không? Các đồng chí cũng như thế nhá. Thế là về là đó, chưa thì ăn chuẩn không giận rồi. Nên là tiếng Anh cũng in như thế. Nên là nhìn Tây nó bảo Tây là Tây dạy chính giống rồi. Nó dạy như thế của nhau là đúng rồi. Bây giờ cô Việt Nam thì cô lại dạy khác rồi, chắc chắn không sai rồi. Hiểu không ạ? Thế nên là các chị phải rõ vấn đề là như thế nhé. Nên là âm của ngoài miệng của cô nó không giống Tây. Được chưa? Có cái giống một cái giống thế nào cả. Nhưng miễn là nó không bằng. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta tại vì là thời gian chúng ta học hơi bị muộn. Thế nên là không biết là thầy Tuấn Lê chắc là chưa đến, chắc chắc là sẽ dạy đến đâu chị ơi, dạy đến đâu rồi từ thầy trên, nên là bài thì đến muộn các bạn ok thì để các bạn căng giờ dạy cho mọi người. Bây giờ thì thời gian chúng ta sẽ có tổng cộng hơn 30 phút. Chúng ta có hai sự lựa chọn, một là chúng ta học vào phần phát âm luôn, hai là chúng ta học bài hát. I just don't dare to open my eyes.
gì, gonna mean to the deep, just to get to out of my mind. Baby, no matter, just a heart I cry. I don't want to be alone tonight. Won't you be my guiding light? Keep the way to be by your side. Won't you be my star tonight?
đứng như thế này này. Rồi, đứng cả lớp cùng đọc theo tôi những từ này, đọc đúng mấy từ này là hát được bài này. Được chưa? Đây là sự biến động của bài này. Nhưng cả thực ra trong những bài khác thì bài này nó trong những bài nó dễ. Chưa tăng lên.